Em yêu anh Tú. Chính chị là người luôn khiến em cảm giác bất an. Vì anh Tú, vì bố mẹ của anh ấy, em xin chị có thể tránh xa anh ấy được không ạ? Tất nhiên là không. Anh Tú, đi. Hai người đứng lại. Em có muốn gì nữa hả Trang? Tất cả chuyện này không liên quan đến Ly. Anh đã nói đừng lôi cô ấy vào cơ mà. Thế anh có dám khẳng định rằng nếu không có chị Ly thì anh sẽ cư xử với em như thế không ạ? Không một ai, kể cả là bố mẹ anh đi chăng nữa, cũng không thể sắp xếp cuộc sống của anh được. Còn em thì sao? Em chỉ vừa mới xuất hiện thôi mà em muốn sắp xếp cuộc sống của anh á? Vậy thì anh nói rõ nhé, chúng ta kết thúc rồi. Kiểu tử tế như mày ta không chịu nổi. Chỉ tổ tiệt thân thôi. Thật ra thì tao cũng chẳng tốt như thế đâu. Tao muốn tung hê ra hết. Tao muốn nói cho bố mẹ anh ấy biết, để cho chị ta chẳng có đường mà quay lại được nữa. Tao cũng muốn cho mọi người hiểu là chỉ vì chị ta nên tao với anh Tú mới chia tay với nhau. Nhưng mà tao không nỡ. Tao không làm được. Những gì mày không dám làm thì đã có tao. Trên đời này ai dám bắt đặt mày, tao sẽ xử lý. Có chuyện gì thế em? Không có gì đâu anh. Tin nhắn bình thường ấy mà. Đưa anh xem nào. Em đã nói là không có chuyện gì rồi mà. Không có chuyện gì, đưa anh xem nào. Hai đứa làm trò gì thế này? Anh cứ bình tĩnh đã, không có chuyện gì đâu, chắc là hiểu lầm thôi. Tú! Tú đâu? Tú đâu rồi? Anh bình tĩnh đã. Kìa anh ơi! Sao bố lại tát con? Anh còn hỏi à? Anh nói đi. Bức ảnh này là thế nào? Sao lại có ảnh này hả bố? Ai gửi cho bố đấy? Quan trọng không phải là ai gửi, mà là nội dung bức ảnh. Biết là anh đã gây ra việc Tây Đình không? Chuyện không phải như bố nghĩ đâu. Chắc đứa nào gài con đấy. Lại còn đứa nào gài à? Đùi bại. Tôi đoán là bố mẹ anh nhìn tấm hình đó nên cho anh ăn đòn hả? Chắc là anh đau lắm nhở? Anh nói xem, anh đau bao nhiêu để tớ còn vui bấy nhiêu nè. Tại sao cô biết chuyện này? Có phải chính cô gây cho bố mẹ tôi không? Đúng rồi đấy. Tôi còn muốn cho cả mạng xã hội biết đấy chứ. Hai người tốt nhất nên về với nhau luôn đi, để cho xã hội này trong sạch. Và đừng làm ai tổn thương nữa. Bức ảnh đấy cô lấy ở đâu? Bỏ tôi ra. Tại sao gửi cho bố tôi? Bỏ ra cái đồ điên này. Này, tôi với cô thù hằn gì à? Sao chơi xấu tôi hả? Đó là đòi lại công bằng cho bạn tôi. Tú, việc gì mày phải phí lời với cái loại thần kinh chập mạch như thế? Đi. Đi, để tao. Làm gì? Rồi, xem đi. Ở đâu ra? Này, Linh bạn em ý, bị làm sao đấy? Gì cơ ạ? Việc Linh gửi ảnh cho bố mẹ anh. Ảnh gì ạ? Anh nói rõ ra được không ạ? Em chẳng hiểu anh nói gì cả. Chẳng lẽ bạn thân em làm gì em cũng không biết à? Nhất là liên quan đến gia đình của anh. Anh bình tĩnh lại đi ạ. Cái Linh nó có gửi cho em mấy bức ảnh của anh, nhưng mà em cũng nghĩ là anh không làm như thế. Mà em cũng đâu có biết là nó cũng gửi ảnh đấy cho bố mẹ của anh đâu. Bây giờ anh đang ở đâu? Mình gặp nhau nói chuyện một lát được không ạ? Không cần đâu, anh tự giải quyết. Cô rất mừng là em nghĩ được như vậy. Phụ nữ mấy ai khoan dung độ lượng được như em chứ. Còn Tú, con cũng phải rút kinh nghiệm.
Chẳng có người phụ nữ nào chấp nhận người đàn ông của mình suốt ngày kè kè với một cô gái khác, cho dù đó là bạn thân. Với Kelly, mặc dù bố mẹ rất quý mến nó, coi như con cái trong nhà, nhưng hai đứa khác giới lại lớn cả rồi, phải chủ động giữ chừng mực, không thể suốt ngày cứ dính lấy nhau, không mọi người lại tưởng là yêu nhau. Tốt nhất ấy là giãn nhau ra, kẻo mang tiếng oan.